Hello các bạn đến với kênh YouTube của Hải. Thì hôm nay trước mặt đây là hai chiếc MG ZS. Một bên chiếc màu đen này là chiếc MG ZS phiên bản Luxury, và chiếc màu đỏ đây là chiếc MG ZS phiên bản Complete. Thì hai cái chiếc xe này có cái điểm nào khác biệt nhau và giá tiền bán chênh lệch nhau như thế nào? Thì các bạn cùng đi vào chi tiết với Hải nhé. Về chiếc MG ZS phiên bản Luxury á, thì giá bán thị trường hiện nay là 619 triệu đó. Còn chiếc Complete này á, thì giá bán thị trường là 569 triệu. Tuy nhiên bên Hải đang có những cái chính sách ưu đãi cực kỳ đặc biệt đối với hai dòng xe này đó. Về phần đầu xe thì các bạn nhìn vào á, là cụm đèn của MG ZS LED và cụm đèn của MG ZS Complete á, thì hai cái cụm đèn này là cụm đèn bi LED đó. Tuy nhiên á, đối với cái chiếc này á, thì Hải đã trang bị lên một cái bóng đèn bi LED thế hệ mới nè. Còn bên đây là cái đèn bi LED của zin xe, theo xe đó. Thì cái bóng này đó thì bên Hải độ thêm thôi. Thì cái bóng này thì được cái là khi mà mình chạy thời gian dài á, cái đèn nó sẽ không có bị nóng quá đó. Thì cái tuổi thọ cái đèn nó sẽ cao hơn. Về phần đèn sương mù á, thì bên ở đây á, thì Hải khuyến khích các bạn nếu mà lấy xe thì các bạn nên độ một cái đèn bi gầm. Thì khi mà mình độ cái đèn bi gầm á, là thứ nhất là ánh sáng mình sẽ sáng hơn khi mình đi các đường tối. Thứ hai á, là cái tuổi thọ của cái bóng đèn bi LED gầm á, nó sẽ cao hơn, các bạn có thể sử dụng hiệu quả hơn đó. Về phần đầu xe thì hai phiên bản này hầu như là giống nhau, nhưng mà điểm đặc biệt là ở phần mâm xe. Đối với cái phần mâm xe của phiên bản Luxury á, thì là mâm 17 inch, có những cái nang mâm cực kỳ là đẹp luôn đó, thiết kế cực kỳ là tinh xảo luôn. Ở đây thì nó có một cái cảm biến áp suất lốp, hai phiên bản đều được trang bị cảm biến áp suất lốp hết. Còn mâm của cái phiên bản Complete á, là mâm thường, thì ở đây Hải có độ thêm một chút xíu là sơn toàn bộ cái mâm này là mâm đen. Cái nang mâm nó không bắt mắt bằng MG Luxury đâu. Còn ở đây cái cùm thắng thì Hải sơn đỏ lại thôi, cho cái xe nó trông thể thao hơn chút xíu đó. Về phần gương thì cũng được thiết kế tương tự nhau. Tuy nhiên đối với phiên bản Luxury á, thì ở đây có một cái camera nè đó. Xe này thì nó khác nhau là bên đây thì nó có camera sau thôi, camera rear thôi. Còn phiên bản Luxury thì nó được trang bị camera 360, nên hai kiến và phần đầu nó sẽ được trang bị thêm các mắt camera hết. Đối với hai chiếc này á, thì bên Hải đã cho dán phim cách nhiệt hết rồi, toàn bộ là loại nhập hết. Thì Hải cũng khuyến khích các bạn khi mà lấy xe mới á, là mình nên dán phim cách nhiệt. Tại vì thứ nhất á, nó giúp cho mình tránh tia UV. Thứ hai á, là nó bảo quản cái phần da trong xe tốt hơn. Nó khi mà nắng hắt vào á, thì lâu ngày cái phần da trong xe nó sẽ không có bị phai. Về phần đuôi xe á, toàn bộ cụm đèn của MG á, của hai phiên bản này đều thiết kế là đèn LED hết. Nhìn bề ngoài thì mình không có thể phân biệt được đâu, chỉ nhìn vào phần mâm mình mới có thể nhận biết được đó là phiên bản Luxury hay phiên bản Complete thôi đó. Về phần cốp cũng được thiết kế tương tự nhau. Khoang cốp của MG ZS cực kỳ là rộng luôn, các bạn có thể để từ 3 đến 4 cái vali lớn luôn đó. Mình có thể, nếu mà mình để nhiều hành lý, mình có thể gập cái hàng ghế phía sau lại đó. Tuy nhiên á, có một điểm mà Hải khuyến khích các bạn nên trang bị cho cái xe này, đó là cái cốp điện. Cái cốp điện thì mình trang bị ở đây, nó sẽ rất là tiện dụng. Khi mà mình ngồi ở trên ghế lái, mình có thể điều chỉnh cái cốp đóng mở theo ý mình, hoặc là mình có thể đá cốp luôn đó. Còn cái phần
Bô này thì có trang bị một bô thôi. Cái này là cái ốp cản sao giả ha. Nó đây là những cái cảm biến nè, cảm biến da nè, cảm biến da của hai phiên bản đều được trang bị cảm biến da hết. Thì cái này nó rất là tiện lợi khi các bạn da xe. Và Hải sẽ dẫn các bạn đi vào khoang nội thất của chiếc MG ZS phiên bản Luxury xem nó thế nào so với phiên bản Complete nhé. Về bên trong khoang nội thất của chiếc MG ZS này á, đối với phiên bản Luxury thì phần trần nó sẽ là cái cửa sổ trời panorama toàn cảnh. Đây là một cái cửa sổ trời lớn nhất trong phân khúc của SUV hạng B hiện tại. Đó. Về phần táp lô á thì cũng được bọc da nè, rất là mềm mại. Đối với hai phiên bản đều như nhau luôn. Đó. Tuy nhiên á, cái điểm khác biệt của MG ZS này, phiên bản Luxury này thì cái ghế nó là chỉnh điện thay vì ghế chỉnh cơ đối với phiên bản Complete. Ngoài ra thì cái bản cao cấp này nó được trang bị 6 túi khí, còn cái bản thấp hơn thì nó chỉ được trang bị khoảng 4 túi khí thôi. Đó. Thì hai cái xe nó đang chênh lệch mức bán trên thị trường tầm khoảng 50 triệu. Thì có những cái option mà nó khác nhau như thế. Đó. Còn ghế thì vẫn là ghế da, ghế bọc da hoàn toàn. Đó. Tuy nhiên á, bên Hải cũng có độn cái dàn da, ví dụ như các bạn muốn bọc cái da màu khác hoặc là thay cái táp lô màu khác á, đó, thì mình Hải có thể trang bị cho mình được. Và đặc biệt cái trần này mình có thể trang bị lên là cái trần da lộn luôn. Còn phiên bản ZS đa số đều được trang bị là phanh tay điện tử nè, các chế độ hỗ trợ đổ đèo, các chế độ lái cũng như là vô lăng trợ lực điện, lái rất là thoải mái. Còn các cửa hốc gió nè, thiết kế như tuabin máy bay vậy đó. Khi mà các bạn bước vào khoang nội thất của xe giống như mình bước vào một chiếc xe đua vậy đó. Mình cảm khi mà mình lái thì cảm giác rất là phấn khích. Nó. Còn hàng ghế phía sau á thì có thể ngả thêm một chút xíu nữa. So với các dòng xe khác trong phân khúc á thì cái ghế sau nó sẽ đứng, còn MG ZS này mình có thể ngả thêm tí nữa. Ngồi rất là thoải mái. Đó. Hộc chứa đồ rất là rộng rãi. Và vừa rồi á, Hải cũng chia sẻ cho các bạn về những điểm khác nhau giữa hai chiếc MG ZS phiên bản Luxury và phiên bản Complete. Đó. Thì để biết thêm giá và chương trình khuyến mãi của hai phiên bản này, các bạn hãy liên hệ với Hải số điện thoại bên dưới đi để Hải hỗ trợ cho các bạn chính sách. Đối với phiên bản Luxury này á thì các bạn chỉ cần trả trước hơn 200 triệu một chút xíu là các bạn có thể sở hữu được em nó. Còn đối với phiên bản Comfort này á thì các bạn trả trước hơn khoảng 170 triệu chút xíu thì các bạn có thể sở hữu được em nó. Nhưng mà hai phiên bản này hiện Hải đang có chính sách ưu đãi là tặng bảo hiểm hai chiều cũng như là các gói phụ kiện trang bị trên xe. Các bạn hãy liên hệ với Hải theo số Zalo bên dưới đi để Hải hỗ trợ các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy cho Hải một like và subscribe để Hải có những động lực làm những clip sau nhé.